Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và nữ lãnh đạo quản lý các cấp vụ của Văn phòng Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp nhân ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 và khởi nghĩa hai bà Trưng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận nỗ lực của các thế hệ phụ nữ Việt Nam nói chung và các nữ đại biểu Quốc hội nói riêng, luôn không ngừng phát huy từ truyền thống dân tộc, kết hợp giữa vẻ đẹp của trí tuệ, sự tự tin, sức sáng tạo và trách nhiệm với dân tộc, với xã hội và với chính bản thân mình. Hiện số lượng đại biểu dân cử và tham gia giữ chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan dân cử tăng so với nhiều nhiệm kỳ trước, song tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tỷ lệ nữ giữ chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện còn thấp. Do đó để để thực hiện nghị quyết đại hội đảng khóa 13 xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế vì mục tiêu bình đẳng, hạnh phúc, sự tiến bộ của phụ nữ đề ra tại chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao nhận thức, quan điểm về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ, quan tâm xây dựng quy hoạch từ sớm từ xa, tạo nguồn cán bộ nữ, nâng cao năng lực của phụ nữ về mọi mặt và nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ bảo đảm yêu cầu phát triển liên tục bền vững đội ngũ cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước tránh tình trạng bị động trong công tác nhân sự